Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Ở video trước, Uyên đã chia sẻ cho chúng ta cách để có thể sử dụng Pen Tool ở trong Adobe Illustrator. Vậy thì trong video ngày hôm nay, Uyên sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn cách để sử dụng Mask trong Adobe Illustrator như thế nào. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề này, hãy coi đến hết video nha. Trước khi bắt đầu vào những cái kiến thức về Mask trong Adobe Illustrator thì Uyên sẽ nói sơ qua một chút xíu cho các bạn về bảng Layers cũng như là cách sử dụng Layers ở trên Adobe Illustrator như thế nào. Thì thực ra Layers nó cũng sẽ có một cái khái niệm giống như là Photoshop nghĩa là chúng ta sẽ tách từng lớp từng lớp của cái file làm việc của chúng ta ra để quản lý cho dễ. Tuy nhiên thì... AI nó sẽ khác Photoshop ở chỗ là chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều các xếp các object khác nhau trên cùng một layer cho nên là chúng ta có thể là không cần thiết phải mỗi một hình là một layer Uyên lấy ví dụ như là cái con cá mập này hiện tại ha Uyên đang rút nó lại thì bây giờ Uyên sẽ ân rút nó ra cho chúng ta dễ nhìn đó, ví dụ với cái con cá mập này đi thì nó đang được tạo bằng rất là nhiều shape hình elip rồi những cái hình tam giác này đó những cái hình elip những cái xếp khác nhau như thế này thì với những cái xếp như vậy chúng ta không cần thiết là phải mỗi xếp nằm trên một layer và bạn có thể là tự tạo ra chúng trên cùng một layer cũng được và sau đó thì ví dụ như nếu mà bạn muốn vẽ thêm một cái background cho nó và để dễ quản lý hơn thì chúng ta có thể tạo thêm một cái layer nữa và chúng ta sẽ gọi layer này là một layer background và chúng ta có thể trang trí bất kỳ cái gì vào trong cái layer background này thì cái cách di chuyển của nó ha cũng sẽ giống như Photoshop, các bạn cũng có thể kéo thả trên cái bảng layer này rất là dễ dàng. Rồi bây giờ Uyên sẽ chỉ nói những cái vấn đề nào của AI khác Photoshop thôi, còn những cái tính năng giống như là di chuyển layer này, sắp xếp layer hay là xóa layer, đặt tên layer thì nó cũng y chang như Photoshop cho nên là Uyên sẽ không nói tới nữa để chúng ta đỡ mất thời gian hơn. Đối với lại layer trong AI, các bạn chú ý cho Uyên, thứ nhất đó là cái màu của layer ở đây này. Bạn thấy không? Cái màu layer nó là một cái màu đỏ, một cái màu xanh thì khi mà chúng ta chọn vào những cái object ở trên một cái layer đó, cái khung bao của nó, cái đường path nó sẽ hiển thị bằng cái màu đỏ này. Bạn muốn thay đổi nó, bạn không muốn nó sử dụng màu đỏ, bạn có thể double click vào cái layer và chúng ta chọn một cái color khác. Ví dụ màu xanh lá. Ok. Thì bạn thấy không? Là cái đường path của mình nó sẽ đổi thành màu xanh lá để chúng ta nhìn dễ nhận biết hơn thì cái con này cũng vậy nếu các bạn chọn vào cái con này. Nó đang là màu xanh dương nó tiệp với lại cái màu của cái background quá đúng không? Bây giờ bạn có thể đổi lại. Click chọn vào nó ha. Double click vào trong layer đó, chọn một cái màu khác, ví dụ như màu hồng. Rồi ok. Thì bạn thấy không? Là cái bao của mình cái đường bao và cái đường path nó cũng hiển thị thành màu hồng luôn, chúng ta rất là dễ nhận biết. Đó là cái điều mà Uyên rất là thích ở AI rồi tiếp theo nữa thì một cái trường hợp là khi mà chúng ta có rất là nhiều các chi tiết ở trên một layer như thế này ví dụ cái con này nó đang rất là lắt nhát lắt nhát bạn thấy không và bây giờ uyên muốn là chọn cái con này không thôi uyên không muốn chọn cái background đây là background đơn giản tuy nhiên thì có một vài trường hợp background của chúng ta nó phức tạp hơn thì sao uyên lấy ví dụ như uh, Bây giờ Uyên mở một cái file khác Đây là một cái file landscape bên vẽ một cái phong cảnh thôi Thì thấy là với cái phong cảnh này Nó cũng đang có rất là nhiều các chi tiết khác nhau Bạn thấy không? Rất là nhiều chi tiết khác nhau Rồi bây giờ ha Có thể là bên tạo một layer mới này Sau đó là bây giờ bên đưa cái con cá mập này qua Rồi Uyên đưa con cá mập này lên trên một cái layer mới Của cái hình landscape này Nó bự quá rồi Để bên thu hẹp nó lại Rồi chẳng hạn như thế này đi thì bạn thấy là cái hình của mình nó đang có rất là nhiều các chi tiết khác nhau Con cá mập này cũng rất là nhỏ này Rồi landscape cũng rất là nhỏ Và tất cả mọi thứ không có được group lại Nghĩa là nó đang là những cái shape nhỏ lẻ Thì ở đây khi mà chúng ta sổ cái layer này ra Cái mũi tên này bạn sổ ra Thì bạn sẽ hiển thị được tất cả những cái đường path Những cái đường shape nào đó Những cái object nào đó ở trong cái layer này của mình bạn thấy không? Nó hiển thị ra hết luôn. Thì chúng ta sẽ dễ kiểm soát hơn. Bạn muốn chọn một cái gì đó, bạn có thể kiểm soát nó ở trong này. Còn không thì chúng ta muốn thu hẹp lại, bạn cứ thu gọn nó lại cho nó dễ. Rồi bây giờ để Uyên chọn được tất cả cái con cá mập này mà không dính dáng gì đến phạm vi xung quanh. Nếu mà chúng ta rê chuột thì chúng ta sẽ chọn hết tất cả luôn, rất là khó đúng không? Nếu ví dụ như Uyên chọn một cái phần này thôi thì bạn có thể chọn nhanh nó bằng cách là chúng ta click vào trong cái hình tròn này đó nghĩa là trong cái layer này bạn muốn chọn cái gì bạn muốn select vào cái gì chúng ta sẽ click vào trong cái hình tròn này chẳng hạn bây giờ muốn chọn con cá mập ha mình có thể click vào trong cái hình tròn của cái layer thứ hai này bạn thấy không để tự động nó sẽ chọn con cá mập đó nó chọn con cá mập nó không chọn background bên ngoài thì tương tự như vậy bạn cũng có thể chọn bất cứ cái gì ở đây đó bạn chọn bằng cách là chúng ta click vào trong cái hình tròn và nếu mà trường hợp chúng ta sổ cái này ra bây giờ bạn muốn chọn một cái cây thông này Chẳng hạn ha, chọn một cây thông này, bạn thấy khi Uyên click vào cái cây thông này không, đang chọn nó thì nó sẽ active cái cây thông này ở trên cái layer này, bo cái hình tròn của chúng ta đậm hơn và kế bên nó sẽ có một cái hình vuông. Kế bên nó có một cái hình vuông cho chúng ta biết là chúng ta đang chọn cái shape này nằm trong cái layer này hình vuông và chúng ta muốn di chuyển một cái shape này lên trên layer 2 chẳng hạn đi thì chúng ta có thể click giữ cái hình vuông này chúng ta kéo rê nó lên trên cái layer 2 thả chuột ra thì lúc này bạn có thể ẩn layer 1 đi bạn coi. Cái layer 2 nó đã chứa cái hình cây thông này rồi. Đó là cái cách mà chúng ta có thể chọn và chúng ta di chuyển một cái yếu tố nào đó ở trên layer từ layer này qua layer khác. Rất là dễ, rất là nhanh với một cái cách thức là chọn bằng cái click vào hình tròn và di chuyển bằng cái hình chữ nhật kế bên. Rồi tiếp theo nữa ha, sẽ có một cái trường hợp nữa. Ví dụ như là bây giờ Uyên place một cái hình vào mà đây là cái cách mà Uyên thấy rất là nhiều người hay xài luôn Chẳng hạn như bây giờ Uyên place một cái hình của cái bài trước đi Uyên yêu cầu các bạn vẽ pen tool á Rồi, với cái hình này khi mà chúng ta place nó vào trong AI Thì thông thường các bạn sẽ không bao giờ Thì thông thường các bạn nên tạo một layer mới để chúng ta vẽ Chứ chúng ta không có vẽ trực tiếp lên đây Có nghĩa là bạn không có vẽ trực tiếp cái pen của mình lên trên cái, cái layer này Bởi vì nó sẽ rất là khó. Nhiều khi chúng ta di chuyển cái gì đó sẽ bị chạm vào trong cái hình này này. Đó nó lệch đi thì chúng ta sẽ khó làm hơn. Thì Uyên thấy là cái cách mà nhiều bạn hay làm á là chúng ta hay khóa cái layer 1 này lại. Sau đó là chúng ta tạo một cái layer 2 và chúng ta vẽ ở trên nó. Ví dụ bạn có thể vẽ đó, vẽ một cái gì đó ở trên cái layer 2 như thế này. Cái cách này nó cũng ổn. Tuy nhiên nó có một cái sự bất tiện. Để Uyên lấy ví dụ cho các bạn xem bất tiện như thế nào nha. Chẳng hạn như khi mà chúng ta đang vẽ như vậy nó đang được fill một cái màu nào đó như vậy. Bạn không nhìn thấy cái chi tiết mắt mũi miệng ở trong của cái con này nữa. Và bây giờ chúng ta muốn chuyển qua chế độ outline. Thì chẳng hạn như là bạn vẫn muốn giữ cái màu này nhưng mà chúng ta muốn chuyển qua chế độ outline để chúng ta xem các cạnh hoặc là các chi tiết của mình có chỉn chu hay chưa. Nếu mà chúng ta nhấn chôn Y -E dài các bạn click vào thì bạn thấy không là nó outline luôn cả cái hình của mình luôn. Mình không còn nhìn thấy cái hình để chúng ta vẽ nữa bởi vì nó đang hiện hình chữ nhật này, mất tiêu rồi, không nhìn thấy nữa. Thì trong trường hợp này, các bạn không nên chỉ có khóa layer này lại không thôi, mà bạn sẽ double click vào trong cái layer background này này, bạn mở lên, chúng ta sẽ có một cái là template. Cái tính năng template này khi mà chúng ta click chọn vào nó, thì mặc định bốn cái tính năng còn lại nó sẽ được tắt và nó chỉ giữ một cái là dim image tool. Thì cái dim image tool này các bạn có thể hiểu nôm na đơn giản nó giống như là opacity của cái layer vậy đó. Nếu mà bây giờ chúng ta chọn là dim image tool 50% rồi template click ok, bạn sẽ thấy là cái layer này nó đang mờ đi 50%. Bạn thấy chưa? Nó đã mờ đi, nó không còn rõ như hồi nãy nữa. Và bây giờ khi mà Uyên nhấn Ctrl Y -E dài, nó chuyển qua chế độ Outline, nó chỉ chuyển về những cái shape chúng ta vẽ ở trên này thôi và chúng ta không bị ảnh hưởng bởi cái hình background và lúc này bạn vẫn có thể tiếp tục vẽ những cái hình khác ở trên này rất là đơn giản. Đó. Bạn có thể vẽ bất cứ cái gì Sau khi chúng ta vẽ xong chúng ta lại cần chôn y dài một lần nữa Chuyển qua chế độ bình thường Bạn thấy chưa là cái hình của chúng ta ở trong layer background nó không thay đổi, chúng ta có thể chuyển qua chuyển lại giữa các chế độ rất là dễ và nó không ảnh hưởng gì đến cái hình gốc của mình để chúng ta có thể vẽ theo cả. Còn nếu mà chúng ta chỉ khóa không thôi thì nó sẽ bị chuyển thành chế độ outline mất tiêu hình luôn không nhìn thấy nữa. Đây là một cái tiện ích rất là cần thiết và rất là quan trọng mà Uyên thấy đa số mọi người đều không chú ý đến nó, rất là hay quên. Cho nên là cái cách này các bạn nên cố gắng là chúng ta lấy giấy bút nốt lại nha. Muốn place một cái hình nào đó vào và không bị ảnh hưởng bởi cái outline thì chúng ta sẽ double click vào chọn template. Cái mức độ dim thì tùy ý thôi, bạn có thể chọn dim 50% hoặc là bạn để 70% hay 100% thì nó tùy. Nếu ví dụ 100% thì nó sẽ hiện nguyên gốc như thế này, nó sẽ rõ như thế này. Còn không thì chúng ta cứ giảm đi tùy mức độ của mình nó giống như là cái opacity thôi. Thì đó là tất cả những cái mà Uyên muốn chia sẻ cho các bạn về layers và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi về nội dung của mask trong Adobe Illustrator nha. Nếu mà bạn nào đã quen thuộc với Photoshop thì có lẽ là các bạn không xa lạ gì với layer mask hoặc là clipping mask là những cái mặt nạ làm việc trên layer để giúp cho chúng ta có thể che bớt một phần nào đó của layer để hiển thị layer bên dưới nó thì cái cách này giúp cho chúng ta hòa trộn hai layer lại với nhau, cắt ghép lại với nhau được dễ hơn. Thì ở trong Illustrator cũng vậy, họ cũng cung cấp cho chúng ta những cái loại mask những cái loại mặt nạ để chúng ta có thể hòa trộn các object, các yếu tố mà chúng ta đang làm lại với nhau được dễ hơn. Rồi bây giờ ha, Uyên có một cái con cá mập như thế này và tạm thời trước khi bắt đầu thì Uyên sẽ rút nó lại cho dễ đi và object này, rút phím tắt là Ctrl G ha. Nhóm nó lại thành một nhóm để chúng ta có thể di chuyển hay là làm bất cứ một cái gì đó nó sẽ dễ hơn. Thì bây giờ với cái con cá mập này, nếu mà chúng ta muốn là chỉ hiển thị một phần nào đó của con cá mập không thôi thì chúng ta có thể sử dụng một cái tính năng đó là clipping mask clipping mask nó cũng giống như là clipping mask ở trong photoshop nghĩa là cái tác dụng của nó giúp cho chúng ta có thể là che bớt một phần nào đó của hình ảnh và chỉ hiển thị một phần thôi và nếu mà các bạn theo dõi những cái chuỗi video về photoshop của uyên thì uyên có lấy ví dụ về clipping mask đó là chúng ta cứ tưởng tượng như là một con ếch ngồi ở dưới cái đáy giếng và tất cả những gì mà con ếch đó nhìn thấy nó chỉ là những cái phạm vi nằm ở trong cái miệng giếng mà thôi còn cái bầu trời ở bên ngoài rất là rộng lớn nhưng mà nó đã bị che mất rồi, nó không nhìn thấy nữa. Thì cái clipping mask của chúng ta cũng giống y chang như là cái miệng giếng. Chúng ta muốn hiển thị một cái phần nào chúng ta sẽ tạo ra một cái shape, hình tròn, hình chữ nhật hoặc bất kỳ một cái shape nào đó. Sau đó là chúng ta sẽ clipping nó với lại cái yếu tố mà mình muốn hiển thị. Thì tất cả những gì nằm ở trong phạm vi cái hình đó nó sẽ hiển thị ra, còn phạm vi nào đó nằm ở bên ngoài thì nó sẽ không hiển thị nếu mà nói thì các bạn có thể hơi khó tưởng tượng một chút thì bây giờ uyên sẽ thực hành cho các bạn xem để chúng ta có thể dễ hình dung hơn ở đây chẳng hạn uyên có một cái hình chữ nhật uyên vẽ một hình chữ nhật như thế này và cái hình chữ nhật này sẽ là cái miệng giếng và cái con cá này sẽ là cái phần phạm vi mà uyên muốn nó hiển thị ở trong cái miệng giếng này thì bây giờ trước khi chúng ta thao tác với lại clipping mask thì chúng ta phải sắp xếp vị trí của những cái đối tượng này cái phần nào mà Chúng ta hình dung nó là cái miệng giếng, là cái shape cần hiển thị. Nó sẽ luôn luôn nằm ở trên cùng, nó đè lên trên nha. Còn nếu mà chúng ta đưa hình này xuống cuối thì nó sẽ không nhận. Bạn phải nhớ, cái hình nào chúng ta muốn sử dụng phải đưa nó lên trên. Sau đó là chúng ta sẽ chọn hết cả hai cái yếu tố này. Và các bạn sẽ vào trong menu Object, Clipping Mask, Make. Phim tắt của nó là Ctrl số 7. Bạn có thể nhấn Ctrl số 7 cũng được cho nó nhanh. Thì bạn thấy không, là lúc này nó đã tạo ra cho chúng ta một cái clipping mask. Tất cả những cái phần phạm vi nào ở bên ngoài cái khung chữ nhật này nó không hiển thị, nó chỉ hiển thị những phạm vi ở bên trong cái hình chữ nhật mà thôi. Và khi mà chúng ta di chuyển nó đi. Chúng ta chọn chúng ta di chuyển này, nó sẽ di chuyển đi nguyên một nhóm luôn, nguyên một nhóm như thế này luôn. Và nếu mà chúng ta transform, nghĩa là biến dạng cái hình này. Bạn thấy khi chúng ta biến dạng thì con quái vật này nó cũng bị biến dạng theo luôn. Cho nên là ở đây nó đã thành một đối tượng rồi, một cái nhóm đối tượng luôn luôn đi chung với nhau. Rồi trong trường hợp nếu mà chúng ta muốn tách nó ra thì sẽ như thế nào? Bạn không muốn sử dụng cái clipping mask này nữa, bạn muốn gỡ bỏ nó ra. Thì chúng ta sẽ vào Object Clipping Mask Release. Release ha, bạn chọn vào nó. Thì lúc này nó sẽ tách ra cho chúng ta và nó đã quay trở về cái shape hình chữ nhật ban đầu và cái con quái vật ban đầu. Control số 7 nè, chúng đưa nó về lại Clipping Mask để biến giới thiệu tiếp những cái tính năng khác của nó. Bạn để ý nha, khi mà chúng ta có cái clipping mask như thế này các bạn sổ trong cái layer 1 của mình ra này bạn sẽ thấy là nó tạo thành một cái gọi là clip group clip group là tất cả những cái layer nào thuộc cái clipping mask này nó sẽ nằm trong cái group thì lúc này bạn sổ ra bạn sẽ thấy nó có một cái hình chữ nhật và một cái hình con cá nếu mà ví dụ như bạn muốn edit một cái hình chữ nhật này bạn muốn edit một hình chữ nhật, bạn muốn thay đổi gì đó Thì bạn sẽ chọn cái hình chữ nhật đó Ở trong cái bảng layer này Bạn nhớ nha, chúng ta di chuyển vào Cái layer hình chữ nhật này Click cái hình tròn ở cuối chọn nó thì bạn thấy là tất cả ở đây nó chỉ chọn vào một cái layer hình chữ nhật thôi và lúc này bạn có thể thay đổi nó bất kỳ đó muốn hiệu chỉnh cái gì đó của hình chữ nhật này thì chúng ta sẽ chọn ở trong cái bảng layer ngoài ra chúng ta không có chọn ở bên ngoài được đúng không? mà vì nó đã thành một cái nhóm rồi đó bạn có thể xoay hoặc bạn có thể uh, di chuyển hay là làm bất cứ cái gì với cái hình chữ nhật này ví dụ uyên xoay này uyên hiện cái cái mặt cái con này ra chẳng hạn còn tất cả những cái khác thì Uyên đã ẩn nó đi rồi. Đó là cách mà chúng ta muốn edit một cái hình chữ nhật không thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn chọn nhanh nó mà không cần phải mở cái bảng layer ra thì chúng ta có thể chọn vào hình chữ nhật này ha. Click một cái. Sau đó là chúng ta double click vào nó một lần nữa. Thì khi mà chúng ta double click vào một cái đối tượng nào đó nó sẽ hiện ra ở đây từng cái cấp layer của mình. Layer 1 ha, đang chứa toàn bộ này và clip group là lúc này nó vẫn đang chọn cái cái group thôi, nó chưa có chọn một cái đối tượng không. Rồi tiếp theo bạn sẽ double click thêm một lần nữa. Đó. Double click thêm một lần nữa thì lúc này nó đang chọn cái hình chữ nhật của của chúng ta. Từng cấp này, đó. Và với hình chữ nhật này bạn có thể hiệu chỉnh bất cứ cái gì đó mà nó không ảnh hưởng ra phạm vi bên ngoài. Bạn thấy chưa? Không ảnh hưởng, nó chỉ cho chúng ta hiệu chỉnh một cái hình chữ nhật này không thôi. Rồi chúng ta hiệu chỉnh xong rồi thì chúng ta back lại Bách từng cấp từng cấp lại thì cái cách mà chúng ta truy cập vào từng cấp của layer là chúng ta cứ double click double click double click double click vào cái đối tượng đó nhiều lần thì nó sẽ đi theo từng cấp từng cấp như vậy mỗi một lần chúng ta double click là một lần chúng ta đi theo một cấp của layer đơn giản thôi không có gì phức tạp cả rồi trong một trường hợp nữa Uyên lấy ví dụ Uyên uh, copy cái cây thông này qua ha Ví dụ có một cây thông như thế này và cái cây thông này nó cũng thuộc layer 1 nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cái group của mình cả. Bạn thấy chưa? Nó không thuộc cái clipping group. Và chúng ta muốn đưa cây thông này vào trong cái clipping group luôn thì bạn có thể sổ cái group này ra và chúng ta kéo cái phần cây thông này thả vào trong cái group. Khi mà chúng ta thả vào trong cái group thì nó cũng chịu ảnh hưởng bởi cái shape trên cùng luôn. Bạn thấy chưa? Thì ở đây ha, bạn để ý nè nó sẽ ảnh hưởng bởi cái shape ở trên cùng này. Tất cả những cái layer nào thuộc cái group này nó đều ảnh hưởng bởi cái clipping mask hết. Còn ví dụ như bây giờ chúng ta kéo cái shape cây thông này lên trên. Thì khi mà chúng ta có một cái đối tượng ở trong cái clip group như thế này là bạn có thể thay đổi vị trí của nó như thế nào đó nhưng mà nó vẫn không ảnh hưởng bởi cái cái shape hình chữ nhật. Bạn thấy là trong cái group chúng ta có một cái đường gạch này, cái shape Rectangle có một cái đường gạch nghĩa là đây là cái mask của mình Còn tất cả những cái khác nó chỉ ảnh hưởng bởi cái mask đó thôi Chứ nó không có ảnh hưởng ra những cái phạm vi khác nữa Rồi ví dụ chúng ta muốn đưa cái cây thông này xuống dưới con cá mập Thì bạn sẽ kéo nó, sắp xếp vị trí nó ở trong cái mask này thôi Đó rất là đơn giản Và ngoài ra nữa thì có một cái tính năng cũng nhanh hơn Đó là chúng ta có thể click chọn vào trong cái clipping group này Và ở trên thanh control chúng ta sẽ có một cái hiệu chỉnh Edit content, bạn thấy không? edit content khi mà chúng ta click vào thì nó sẽ cho phép chúng ta hiệu chỉnh tất cả những cái gì mà chúng ta chọn ở trong cái content này. Và lúc này khi mà chúng ta di chuyển nó thì nó sẽ thay đổi vị trí của cái content này và nó không thay đổi vị trí của cái shape hình chữ nhật. Cái shape chữ nhật nó sẽ cố định và cái con này nó sẽ thay đổi ở bên trong thôi. Đó. Còn bạn muốn hiệu chỉnh một cái gì đó cụ thể hơn Ví dụ muốn đổi màu cây thông này chẳng hạn Thì bạn cũng phải chọn cái cây thông này Ở trong cái layer chọn cây thông này như vậy thì bạn mới có thể đổi màu nó được còn không thì bạn cũng sẽ không có thay đổi nó bằng ấy ở bên ngoài thì đó là tất cả những cái kỹ thuật liên quan đến clipping mask và tiếp theo nữa thì Uyên sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tính năng khác của AI. Ở đây ha, ví dụ như là Uyên có một cái shape bất kỳ. Rồi bây giờ Uyên muốn là tô một cái màu radiant nào đó vào trong cái shape này. Rồi, ví dụ như vậy ha. Rồi, tiếp theo thì bây giờ Uyên muốn là vẽ một cái gì đó dùng rush, vẽ một cái gì đó nằm trong phạm vi của cái hình shape này không thôi. Thì chúng ta có một cái tính năng đó là draw inside. Bạn có thể thấy ha, ở dưới cuối cùng của cái thanh tool ba chúng ta có ba cái icon này. Đó, một cái là draw normal, là vẽ normal thôi. Một cái là chúng ta b 2 nghĩa là vẽ ở phía sau cái shape này và một cái này là raw inside thì bây giờ Hạ Uyên sẽ chọn cái raw inside này. Đó. Bạn thấy khi mà Uyên chọn cái raw inside nó sẽ hiển thị một cái góc. Một cái góc ở đây và với cái góc này ha, ví dụ như bây giờ Uyên uh, vẽ một cái gì đó. Đó. Bạn thấy khi Uyên vẽ bất kỳ một cái gì để Uyên cho cái nét nó dày dày một chút cho bạn dễ nhìn. Uyên vẽ từ bên ngoài này ha, vẽ vào trong này bạn thấy không? nó chỉ hiển thị những phạm vi ở bên trong thôi, nó không hiển thị những phạm vi ở bên ngoài đó. bạn thấy chưa? thì nếu mà chúng ta muốn vẽ bất kỳ cái gì đó ở trong một cái shape, một cái phạm vi nào đấy thì lúc đó là chúng ta có thể sử dụng cái tính năng raw inside này và phím tắt để chuyển đổi qua lại giữa các raw inside và những cái raw normal là phím shift d. bạn nhấn phím shift và d nhiều lần nó sẽ thay đổi qua lại giữa ba cái này. bình thường ha, đang là raw inside này nhấn Shift D một lần, nó sẽ quay trở về cái row normal lúc này bạn vẽ. Nó là normal, mặc định bình thường. Rồi nếu mà bây giờ chúng ta chọn một cái màu khác đi. Rồi, Shift D một lần, nó sẽ chuyển qua là row B2. Row B2 nghĩa là chúng ta sẽ vẽ như vậy và nó chỉ hiển thị ở phía sau thôi. Đó, cái layer chúng ta vẽ ra nó sẽ nằm ở phía sau cái shape này. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta vẽ như vậy, bạn để ý này, trên cái bảng layer của mình, cái part màu xanh này là cái row B2 là vẽ ở phía sau, bạn thấy chưa? Nó vẫn nguyên vẹn và nó ở phía sau. Còn cái màu vàng là cái normal bình thường, nó vẫn nằm ở bên trên. Còn tất cả những cái mà chúng ta vẽ raw inside nó sẽ tự động tạo cho chúng ta một cái clip group. Tự động tạo một cái clip group và nó nhận cái shape này là cái clipping mask của mình. Đây là cái cách mà chúng ta tạo clipping mask bằng những cái shape tự do hơn thay vì chúng ta phải tạo ra rồi sau đó chúng ta mới mask nó lại thì đây là cái cách mà chúng ta có thể tạo một cái vùng phạm vi trước sau đó là chúng ta vẽ chỉ trong cái vùng phạm vi đó không thôi nó không lấn ra bên ngoài đó là một cái tính năng thứ hai của clipping mask mà uyên muốn giới thiệu cho các bạn và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái tính năng nữa giống như là layer mask của photoshop bây giờ hạ uyên sẽ đưa cái con cá mập này về lại nãy uyên xóa nó đi mất tiêu rồi rồi bây giờ ha ví dụ Bây giờ Uyên có một cái con cá mập như thế này và Uyên cũng có một cái shape. Nhưng mà thay vì cái shape này nó là một cái có màu fill thì Uyên sẽ tô cho nó một cái màu radian. Màu radian như thế này ha và Uyên sẽ đổi cái độ cho nó là 90 độ đi. Âm 90 độ cho nó ngược lên trên. Rồi, âm 90 độ ngược lên trên như thế này. Rồi ở đây ha. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái gradient trắng đen như thế này bạn sẽ hình dung ngay được liền là layer mask ở trong Photoshop đúng không? Tính năng của layer mask đó là tất cả những cái chỗ nào tô màu đen nó sẽ che đi và những chỗ nào tô màu trắng thì nó sẽ hiển thị ra. Bây giờ chúng ta cũng có thể áp dụng cái tính chất của layer mask đó vào cho cái con quái vật này ở trong AI. Ở đây ha, các bạn sẽ chọn hết tất cả những cái layer này, những cái đối tượng này. Sau đó là chúng ta phải vào trong menu Window Và các bạn mở ra cái bảng là Transparency Đó Transparency Thì ở đây bạn thấy nè Là chúng ta có một cái Radian Một cái con Baby Shark Và bạn thấy là trong cái bảng Transparency này Nó có một cái lệnh là Make Mask Make Mask ha Ở đây chúng ta click vào Thì bạn thấy là tự động nó sẽ nhận cái Radian đó Cái shape ở trên cùng đó vào thành cái Mask Ở đây cho chúng ta Bạn thấy chưa có cái mask và bạn muốn hiệu chỉnh cái gì ví dụ bạn muốn hiệu chỉnh cái con cá này bạn sẽ click vào cái thumbnail của cái con cá nó sẽ cho chúng ta edit cái con cá tùy ý mình muốn làm cái gì đó thì làm rồi nếu bạn muốn edit về cái mask thì bạn sẽ click vào đây đó. Bạn click vào trong cái mask này Thì tự động ở trên cái bảng layer của chúng ta Nó sẽ đổi thành layer này Opacity mask này Nó sẽ hiển thị thành cái group của cái mask chứ nó không hiển thị của cái hình gốc ban đầu nữa. Thì với cái mask này bạn có thể hiệu chỉnh này, đó có thể cân chỉnh lại về kích thước hay là bạn muốn cân chỉnh lại về cái độ radian của nó. Ví dụ bạn muốn cân chỉnh lại về radian, bạn có thể chọn lại cái công cụ radian ở đây. Đó nó hiện cái thanh thước này ra và bạn có thể kéo thả nó bất kỳ cái gì đó ở trong này. Tùy ý mình. Thì với cái opacity mask như thế này nó sẽ cho phép chúng ta là tạo một cái độ chuyển nó mềm hơn, nó mịn hơn thay vì là một cái gấp khúc như là clipping mask. Đó, rồi bạn muốn gỡ nó ra, không muốn sử dụng nó nữa thì bạn có thể là release. Đó, release gỡ nó ra thì nó lại trở về thành hai cái shape ban đầu. Đối với lại cái opacity mask này thì nó cũng cực kỳ đơn giản ha, bạn cứ áp dụng tất cả những cái lệnh nào liên quan đến layer mask ở trong Photoshop đều có thể ứng dụng vào trong này. Và với cái mask ở đây, khi bạn chọn cái mask này này, bạn vẫn có thể áp dụng cho nó được tất cả những cái effect hoặc là những cái hiệu chỉnh khác. Bây giờ bạn không muốn nó radiant nữa, bạn muốn nó đưa về một màu. Đây, bên đưa nó về một màu này. Thì một màu vẫn được thôi, vẫn được thôi. Nhưng mà bạn thấy không, khi mà chúng ta đưa về một màu, tất cả màu đen là những cái mà nó đã che đi rồi. Thành ra nó che đi hết toàn bộ cái con cá của mình luôn. Và nếu mà ví dụ như bây giờ Uyên tô cái phần này màu trắng Đó bạn thấy không Uyên tô phần này màu trắng Thì nó cũng giống y chang như là chúng ta làm về clipping mask Bạn thấy chưa Là chúng ta cũng che một phần nào đó đi Nhưng mà thay vì chúng ta tạo clipping mask Thì chúng ta đang sử dụng cái mask ở trên này Và cái mask ở trên này thì chúng ta có thể là dùng radian nó sẽ đẹp hơn. Thông thường người ta hay sử dụng cho radian hơn là chúng ta sử dụng những cái shape mặc định cơ bản như thế này. Và tiếp theo thì Uyên sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái ứng dụng mà chúng ta hay sử dụng nhất cho cái mask này để chúng ta ứng dụng vào trong cái thiết kế của mình. Rồi ở đây ví dụ như là bên có một cái hình hoa như thế này và một cái hình cô gái này và chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn ép cái hình pattern này, cái hoa này vào cho cái éo của cô gái hoặc là cho cái quần của cái cô gái này thì bạn cũng có thể là đưa cái hình pattern này vào nó hơi to quá đúng không? Có thể thu nhỏ nó lại một chút. Rồi, ví dụ hai bên đưa nó vào trong phạm vi cái cái áo như thế này ha. Và bây giờ chúng ta muốn là chọn cái áo đó để clipping, nghĩa là chúng ta chỉ lấy cái phần phạm vi pattern ở bên trong cái áo thôi. Thì lúc này bạn có thể là chọn vào trong cái shape của cái áo. Ở đây là do nó đang là group, bạn có thể sử dụng một cái công cụ là group selection này. Đó, bạn dùng cái công cụ này ha. Chúng ta click chọn vào trong cái shape của cái áo. Nó sẽ chọn cho chúng ta được một cái nhanh hơn và dễ hơn. Cái layer của chúng ta nó đang có tới hai group lận. Bây giờ bạn muốn áp cái pattern này vào cho cái áo mà cái áo đang thuộc một cái group khác thì nó sẽ không áp dụng được. Bạn nhớ nha. Thì lúc này bạn sẽ phải rã cái group này ra đã. Chọn cái cô gái này. Ungroup Rã cái hình này ra. Sau đó là các bạn sẽ chọn vào trong cái layer áo. Chọn layer áo. Và bạn nhớ khi mà chúng ta muốn clipping một cái gì đó thì chúng ta phải đưa nó lên trên cùng nằm ở trên cái đối tượng mà chúng ta muốn clipping. Lúc này bạn sẽ vào object này. Arrange bring to front. Bạn đưa lên trên cùng như thế này. Và tiếp theo thì bạn sẽ giữ Shift chọn tiếp cái pattern này. Rồi, object, clipping mask, make. Đó. Thì bạn thấy không là lúc này nó đã biến thành cái pattern rồi. Tuy nhiên thì nó đang mất màu cái áo. Bạn thấy không? Nó đang mất màu cái áo. Và cái cách để chúng ta lấy lại màu cho cái áo này, đó là các bạn sẽ vào trong cái clip group này. Đó, cái clip group của mình ha. Chúng ta sổ ra và các bạn sẽ chọn trong cái clipping path này, click chọn vào nó để nó hiển thị lại cái áo và tiếp theo thì các bạn sẽ chọn màu cho cái áo đó. Ví dụ bạn muốn đổi qua một cái màu khác. Màu uh, nâu này chẳng hạn. Đó, hoặc là cái màu xám này. Đấy bạn thấy chưa? Lúc này bạn có thể đổi màu cho nó được dễ hơn. Và tiếp theo nữa thì bạn thấy là chúng ta có hai cái đường gạch ở cái áo ấy, nó đang bị uh, bị mất á. Rồi lúc này bạn có thể là chúng ta sắp xếp vị trí của cái áo này lại. Ctrl Y dài ha Bạn chọn vào trong những cái gạch của cái áo này Rồi bring to front Bạn đưa nó lên trên Đó Có thể là đưa nó lên trên lại để cho nó Hiển thị ra những cái đường nét Rồi cái tóc này Cái tóc này thì nó hơi dính một chút ở phía trên cái mặt Cho nên là chúng ta phải chọn Hầu như là chúng ta phải chọn hết cái này luôn Trừ cái tóc bên này ra thôi Đó. Bạn có thể là chúng ta sắp xếp layer lại để hiển thị nó được dễ hơn. Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể ép bất kỳ một cái pattern nào hoặc một cái gì đó vào trong cái shape của mình. Và bạn để ý là chúng ta muốn thay đổi màu của nó thì chúng ta bắt buộc phải chọn lại cái clipping part đó ở trong cái layer và chúng ta sẽ đổ màu cho nó để lấy lại cái màu vừa có được màu mà vừa có được cái hình của chúng ta. Rất là đơn giản đúng không? Rồi một cái nữa mà Uyên cảm thấy rất là thích để Uyên làm cho các bạn xem. Lại mượn cái con cá mập này đi ha. Rồi, lấy cái mặt nó như thế này. In rúp nó lại. Rồi, tạm thời mình sẽ có một cái con cá mập như thế này. Rồi, Uyên tạo một layer mới ha, Uyên làm một cái background cho nó. Background Uyên sẽ kéo xuống dưới này và với cái background này thì đầu tiên là Uyên sẽ vẽ một cái khung. Cái con này Uyên align canh giữa cho nó dễ ha. Tạm thời Uyên khóa cái layer con cá mập lại cho nó dễ thao tác trước đã. rồi bây giờ bên xoay nó ha đưa xuống cái tâm này rồi uh, xoay 30 độ thử xem 30 độ này rồi copy này đó, mình sẽ copy được một cái hình như thế này rồi cần D xoay nguyên một vòng rồi bạn thấy là mình sẽ có được một cái hình như thế này uh, tất cả những cái hình này, Nguyên có thể chọn cho nó mờ xuống một chút Shame fill color này có thể bên giảm opacity xuống rồi, có thể là mình sẽ cần chôn C, cần chôn F để copy nó ra thêm một cái nữa, Uyên xoay nó qua một chút nữa. Giảm một city xuống tiếp. Đó, đại khái là Uyên muốn có những cái hiệu ứng như thế này. Uyên sẽ chọn hết tất cả những cái đường đó, Uyên uh, rúp nó lại. Rúp lại thành một rúp ha, cho nó đỡ rối. Đây, cái rúp như thế này. Và bây giờ Uyên sẽ vẽ một cái hình tròn. Cái hình tròn này từ tâm ra ha, tô màu trắng và đen, radian. Rồi, trong cái radian từ tâm ra như thế này. Thì bạn để ý này, với cái radian này, Uyên sẽ chọn cái radian và Uyên chọn cái ánh sáng của nó thôi. Rồi mở cái bảng transparency, make mask. Rồi bây giờ ha, trong cái mask này, bạn thấy không, là nó có một cái đường ánh sáng chiếu mờ ra và bạn muốn hiệu chỉnh nó có thể là click vào trong cái mask ở đây rồi bạn chọn vào cái radian cái chữ g ha bạn có thể hiệu chỉnh cái độ radian của nó ở đây đó bạn muốn nó sáng đậm sáng nhạt như thế nào đó bạn sẽ hiệu chỉnh ở đây nếu mà nó nhỏ quá thì chúng ta có thể phóng to cái hình tròn này lên đó, chúng ta sẽ có được một cái quần sáng nó sáng hơn. Thì với cái cách này, Radian này bạn có thể tạo ra được những cái vầng sáng, một cái quần sáng cho một cái chủ thể nào đó. Đối với lại cái hiệu ứng là Radian như thế này, bạn cứ muốn là áp nó lên trong cái Radian thì bạn sẽ Vẽ một cái shape sau đó là chúng ta sẽ đưa nó vào transparency và chúng ta make mask Chúng ta sẽ tạo được những cái mask như thế này và tạo ra được những cái quần sáng khá là đẹp Thì đây là một trong những cái ứng dụng của opacity mask Còn cái hồi nãy mà cái pattern đó là một trong những cái ứng dụng của clipping mask Để bạn có thể xem và chúng ta ứng dụng thử coi như thế nào Thì về bài tập của ngày hôm nay các bạn sẽ tạo ra một cái hình nào đó tùy theo sự sáng tạo của bạn, ứng dụng được Pen Tool này, ứng dụng được những cái mask này và ứng dụng được tất cả những cái công cụ nào bạn đã học được trong suốt 12 bài vừa qua. Sau khi mà chúng ta làm được một cái bài tập này, bạn sẽ up lên trên cái group Facebook để chia sẻ cùng Uyên và mọi người khác thì các bạn khác có thể là sẽ góp ý cho bạn và chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau được dễ hơn. Và đó là tất cả những gì Uyên muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Thì không biết là sau khi coi xong các bạn thấy là mask ở trong Adobe Illustrator có gì hấp dẫn hơn so với lại mask ở trong Photoshop hay không. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì hoặc là bạn muốn yêu cầu Uyên làm thêm nội dung gì đó về những cái mask này, bạn hãy để lại comment bên dưới video, Uyên sẽ tham khảo và Uyên mang đến cho các bạn những nội dung đó ở những video tiếp theo. Trong video tiếp theo của series này, Uyên sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn cách để chúng ta có thể sử dụng plain tool để tạo ra những cái đối tượng lặp đi lặp lại ở trên Illustrator như thế nào nhanh mà tiện nhất. Nếu mà các bạn quan tâm đến những nội dung này, bạn hãy đón chờ video tiếp theo của Uyên nha. Và bây giờ thì như thường lệ, bạn hãy ủng hộ Uyên bằng cách là nhấn like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào từ Uyên cả. Uyên cũng đính kèm ở đây hai video với nội dung khác trên kênh youtube của mình. Nếu bạn quan tâm hãy click xem để ủng hộ cho yên nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại